Hiện trên các dòng loa Google Home ở Việt Nam. Trên các diễn đàn công nghệ lớn ở Việt Nam đang chia sẻ nhiều video về việc Google Home có thể nhận lệnh tiếng Việt. Cụ thể một số người dùng đã ra lệnh cho Google Home mở máy lạnh bằng chính tiếng Việt và ngay lập tức nó phản hồi, đáp ứng lệnh mà người dùng yêu cầu. Tuy nhiên, Google Home vẫn trả lời lại bằng tiếng Anh với lệnh mở máy lạnh. Ở một video khác, người dùng cũng ra lệnh mở máy lạnh nhưng cô trợ lý này không hiểu và trả lời bằng tiếng Anh nhưng có một điểm khá thú vị khi ra lệnh hỏi cô trợ lý ảo trên google home em tên gì thật bất ngờ google home trả lời bằng tiếng việt với những câu từ dí dỏm có vần có điệu với những thông tin trên nhiều người cho biết google đang thử nghiệm và áp dụng google assistant vào hệ thống google home có lẽ thời gian áp dụng chính thức sẽ không còn xa đây sẽ là tín hiệu tích cực cho cả thị trường đặc biệt là giới kinh doanh các thiết bị nhà thông minh giúp cho thị trường này tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian dài nằm chờ khá lâu Trước đó, Google đã cho ra mắt Google Assistant hỗ trợ tiếng Việt tại Việt Nam. Tính năng này chỉ dành cho các thiết bị di động Android và iOS, cho phép người dùng ra lệnh bằng giọng nói để thực hiện các tác vụ như gọi điện, nhắc lịch, báo thức hay hỏi đáp các thông tin bằng chính tiếng mẹ đẻ. Gia Hưng